Thưa quý vị, báo cáo về thị trường bất động sản Hà Nội trong quý 1 năm 2021, Bộ Xây dựng cho biết giá căn hộ chung cư có xu hướng tăng đều theo tháng. Nguyên nhân là do khan hiếm nguồn cung và dự án mới được mở bán. Giá căn hộ chung cư bình quân tăng từ 5 đến 10% so với quý 4 năm 2020. Cùng với đó, nhà đất cũng có mức giá tăng bình quân khá cao so với mặt bằng chung của cả nước. Mức giá bình quân tăng khoảng 5 đến 10% so với quý 4 năm 2020. Số liệu từ CBRE cho thấy, trong quý 1 năm 2021, khu phía Đông và phía Tây tiếp tục là hai khu vực chính tập trung dự án mới, tổng cộng chiếm 77% nguồn cung mới. Về giá căn hộ chung cư trên thị trường sơ cấp trong quý 1 năm 2021, CBRE đã ghi nhận trung bình ở mức 33,5 triệu đồng một mét vuông, chưa bao gồm phí VAT và phí bảo trì, tăng 7% theo năm và 3% theo quý. Mặc dù đã hình thành mức giá mới trong thời gian vừa qua, tuy nhiên giá bất động sản tại Hà Nội được dự báo tiếp tục tăng trong thời gian tới do tác động từ giá thép tăng, cơ sở hạ tầng được đẩy mạnh triển khai và đặc biệt là sự khan hiếm về nguồn cung.